Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh trong sáng này cũng đã đến thăm động viên đa quân thi công đầu năm tại công trình xây dựng nâng cấp, cải tạo trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh, cơ sở 154 Lê Lợi. Dự án nâng cấp cải tạo trường trung học phổ thông Phan Diêu Trinh, cơ sở 154 Lê Lợi, có tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng nhằm cải tạo, nâng cấp các khối nhà, hạng mục hiện trạng đã xuống cấp, gồm cải tạo khối lớp học một tầng hầm, 5 tầng nổi, cải tạo sàn chính, hồ trường, nhà đa năng và hồ bơi, hệ thống tường rào cổng ngõ. Chính thức khởi công từ tháng 11 năm 2022. Đến nay, liên danh nhà thầu đã thực hiện khối lượng đạt gần 50% giá trị xây lắp, dự kiến hoàn thành vào tháng 5 năm 2023. Phát biểu tại lễ đa quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trọng Tình gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể lãnh đạo, kỹ sư, công nhân của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng cùng liên danh các nhà thầu. Nhấn mạnh, đây là công trình quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của một trong những ngôi trường trung học phổ thông giàu truyền thống của thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị dự án bám sát tiến độ đã cam kết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh cũng nhấn mạnh, các đơn vị liên quan cần cân nhắc kỹ, báo cáo chi tiết về việc bổ sung kinh phí đầu tư và khẳng định chính quyền thành phố luôn đồng hành, chia sẻ, tạo các điều kiện thuận lợi nhất để công trình hoàn thành đúng tiến độ. Tại lễ ra quân công trình trạm xử lý nước thải Hòa Xuân giai đoạn 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh gửi lời chúc mừng năm mới đến đơn vị chủ đầu tư là ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên cùng tập thể người lao động liên danh nhà thầu, công ty cổ phần kỹ thuật xin và công ty cổ phần xây dựng số 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh yêu cầu các đơn vị nỗ lực thi công dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn. Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân giai đoạn 3 có tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Đến nay, dự án đã hoàn thành trên 40% khối lượng hợp đồng, trong đó khối lượng phần xây dựng đạt trên 90% giá trị. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành phần xây dựng vào tháng 3 năm nay, phần lắp đặt thiết bị vào tháng 6 và bắt đầu vận hành chạy thử vào tháng 10 năm nay.